Hello anh em, sáng mới đi cà phê xong rồi điểm tâm chuẩn bị về. Ở gần nhà anh em ơi. Bên em đi xe này nè. Mấy cái xe này thì chắc không được nhiều anh em mê đâu. Hôm ngày đậu bụi lớp lớp. Để em cho mấy anh em nghe tiếng bô chơi nha. Em chạy về nhà rồi em cho mấy anh nghe tiếng bô chơi. Nè đồng hồ còn lên luôn nè anh em. Không mấy công tắc đồng hồ ngoài này đâu nè. À số 4 đứt rồi nha. Em đề ba cho mấy anh nghe tiếng bô nè. Chạy về nhà luôn anh em ơi. Chạy về nhà view view luôn. Rồi chưa? Không. Tí hơi nhỏ rồi. Lấy cái nón. Lên tí xíu nha. Trời ơi con ốc nó cũng ốc nó dặn bằng cái vít ba ke anh em ơi, ngộ gì anh em thấy không, cái đầu con bông đưa bà kè mới được. Rồi cảm ơn nha. Có chụp về với chúng mình chiếc ảnh lại chưa? Hồ sơ gì đó, giấy tờ. Đi giấy bán thì bỏng gì chưa? Về nhập đi có gì khó khăn à? Alo anh. Rồi lên cái miếng gà. Gì được á? Vít chỉnh bằng cái chỉnh anh ti bằng ba ke. Ngộ đời đi xe này.
hết, có biết là cái máy vậy nè. Tấm ngày đấy bên đó anh em biết không? Chỗ cái chiếc phù 1 đó. Xe này làm clip chia sẻ đồ chơi thôi nha anh em, chứ em chưa có bán đâu. Cái đầu bỏ nè anh em. Tiếng máy khủng không? Anh em lên mua chiếc giấy đất 28 triệu quay tối á. Dơ quá, mấy cái này phải vệ sinh ra mới được nha. Bụi đóng không sao chứ cái đó đóng nó bị ấy á. Tiếng máy đó nè. Ác đạn không? Quần áo vắng keo luôn. Ghê thiệt chứ. Quần áo này thì lột ra tuyệt vời mặt trời luôn. Hôm sáng lột đầu đèn. Cái bận keo này còn chùi không ra được anh em. Biết sao xử lý cái bận này nè. Dập đồ bò này nè. Trời ơi, cái chung nhớt, chung e. Rồi mở rồi vệ sinh mới được anh em. Quá trời. Xe này chưa có rửa ráy, chưa có đụng chạm vô cho cái này. Này phải mở ra vệ sinh này nè. Xe này chủ trước chắc kỹ lắm, tới cái thuộc này dán keo luôn nè. Mà cái này là lột ra là ton rồi, không giấu à. Tiêu rồi. Lột ra là nước sơn đi theo luôn á. Em bó tay luôn. Sao lột. Bên đây cũng vậy luôn nè, đúng rồi, mình kéo lên cái nè, bạc theo nè, dính theo nè, thua luôn nè. Máy nổ nghe hơi rồi. Xe này cái dòng phục yếu quá, dòng phục trước sau luôn này, từ trước rồi nó chưa có mở, chưa có làm gì luôn hết nè. Bộ đặc thù nghe phê lắm, thánh thanh thanh nha anh em. Số máy bên này, số máy nằm ngược cho ta thấy không, ta thường thường nó nằm bên kia hoặc là ở dưới lườn, chứ ổng không nằm đây nè. Số khung nằm đâu, cái khung hình như là ở trên yên á. Xe này như là nó bằng đời cái chiếc em á. Hay nó nằm luôn này nè. Tới giờ em sưu tập từ từ, còn thiếu con này dưới 110. Như đỉnh là vậy, từ từ bổ sung vô. Dạ. Anh thì cái dòng xu này anh cũng khoái lắm. Mà dòng xu này dòng xu này ít có người ta chịu chơi lắm. Hôm mua chiếc quy qua quá trời đã luôn không anh, bên An Giang chiếc ổng à. Ổng gặp một hai ổng đòi chia là ổng chuyển tiền chia luôn, bó tay luôn, không có để lại được cái đó luôn. Bây giờ ổng đâu bỏ nè, lên trước giờ ổng đâu bỏ đi. Ủa đã vậy. Một cục giờ tà bái. Nó giống vậy, như gần xì bo á, lòi vậy. Rồi, cảm ơn em. Anh em đến đổi xe vui vẻ, ok. Lấy ẹt đổi qua, lấy ẹt đổi ZX. Như đích này thì chạy đừng có về điện hỏi sao mà nó yếu quá nha.
mới chạy 135 lên chết ít thì nó khác nha. Người ta có 110 à. Dọc xe cổ. Phê. À cái cụm này chả có gì hết ta. Đúng rồi, chả có gì ngoài cái đề. Nhanh. Đèn đứt hết rồi. À còn cháy với em ơi. Rồi, ok. Quá đẹp, quá đã. Tuy là nó không có đẹp xuất sắc, không có mắc mỏ gì hết, nhưng mà được cái mình thích như vậy nè. Giống như em nói hoài đó, xe xua giờ mình thích thì mình chơi thôi. Xe này kể cả cái dây yên này còn đi khiếp. Cái yên mở như xì bo nha anh em. Yên mở xì bo đó. Bật về chiều này chứ không phải là bật về chiều ra sau đâu nha anh em. Nè. Đó, mở xì bo vậy đó. Vậy nè. Nè, dây yên riêng từ trước vậy đó nè. Em xem nè. Trời ơi, cái nắp xăng nó vàng rồi anh em. Coi nè. Số khung nè. Có hồ sơ luôn phải không xe đó? Xe đó có hồ sơ luôn phải không? GS á. Có đưa hồ sơ cho anh không? Rồi, quay cho anh em tham khảo đồ chơi biết vòng vòng cái dòng xe nha anh em. Tại vì kinh của bác không chỉ là mua bán không đâu. Chia sẻ đam mê rồi kết nối kiến thức các kiểu ha, giao lưu học hỏi nhau nha anh em. Chứ xe này thì không có gì mà hoàn hảo lắm đâu. Có một cái là mình thích một cái đồ đạc máy móc được đó còn nguyên zin nó chuẩn. Chứ không phải cái đồ lộm thộm thộm nha. Ba cái su mét này thì có nhiều năm nó đúng đó. À, thị trường bây giờ 3-4 triệu mà mấy cái xu nát. Xe này đề là phải lên ga mới đề. À, nó nổ rồi đó. Nổ thấy rung 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 vậy nè. Thấy không? Rung rung 3-4 triệu rồi. Cái này kia là đam mê kiểu tiết kiệm. Còn anh em đam mê những thứ đắt tiền, xì bo này kia đó thì có là đam mê đắt tiền. Còn máy này thì không có nhiều hết, chủ yếu là thích thì chơi vậy. Vậy nha anh em. Chúc anh em có một ngày mới, tháng mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và khỏe mạnh, và thành công, gặt hái nhiều trong thành công trong cuộc sống nha anh em. Rồi, xin chào anh em.